tài sản, tiền của chúng ta, đương nhiên nó phải do cái phúc báo của mình. Cái đấy này đại chúng đã thấy rất rõ. Cũng có những người làm vô cùng cực khổ vẫn không đủ ăn. Có những người họ không làm, họ ngồi chơi mà họ vẫn có dư giả tiền của. Đấy là sao? Đấy phải do cái phúc báo của người ta. Ở đây Thầy nói trừ những cái người đi ăn trộm, ăn cắp. Họ đang tạo cái nghiệp ác thôi. Ở đây Thầy không nói đến cái diện đi trộm cắp nhé. Đã. Thế rồi, có những người có tài sản nhưng mà sống buông thả, phóng dật đấy, trong này gọi là phóng dật, buông lung, phóng thả tâm ý mình, chạy theo các dục lạc, thì tài sản cũng từ đó mà nó tiêu tán. Cũng có rất nhiều những người tích lũy được tài sản, giàu có rồi, nhưng sau đó thả mình vào trong các cái sự ăn chơi trác táng, sa đọa, rồi từ đó tài sản nó cũng theo gió mà đi, không còn nữa. Thế thì ở đây Phật nói, nếu một người đệ tử Phật giữ giới luật của Phật thì sao? Thì tài sản của người đó sẽ dồi dào. Sẽ dồi dào. Cái sự dồi dào này, thứ nhất ấy, là do tâm họ không buông lung phóng dật. Chúng ta thấy rồi, thường cái người mà giàu có lên thì tâm bắt đầu nghĩ đến ăn chơi. Giàu có rồi nghĩ đến ăn chơi. Cái này nó gần như là một quy luật. Ít ai giàu có rồi mà vẫn nghĩ đến cái sự tiết kiệm, gọi là chi túc. Giàu có rồi là nghĩ đến ăn chơi làm sao để cho nó thoải mái, và buông thả trong các dục lạc. Có tiền, có của nhiều thì phải nghĩ đến các cái thứ ăn chơi, mà ăn chơi thì nó không biết đến nào cho cùng. Đại chúng đã nghe những các cái, đã xem những cái bài báo họ nói về các cái vị đại gia giàu có ăn chơi, cái sự trác táng của họ không thể tưởng nổi. Họ bay từ Việt Nam để sang nước ngoài để đi đánh bạc, tiền nhiều đến đánh bạc trong nước nó không thoải mái, hết tiền lại bay từ nước ngoài về lấy tiền sang lại đánh bạc tiếp. Chúng ta thấy không? Đấy, thế rồi ăn chơi đấy, đại chúng nghe rồi đấy. Đấy, thuê những cái người con gái đẹp đấy, xong rồi là thả họ vào bồn tắm, đổ bia vào, xong rồi lấy cái nước bia nước ấy mà tắm, mà uống với nhau, không còn những cái thứ gì nữa. Nghĩa là cái sự ăn chơi của họ nó không còn cái mức nào nữa, hết tất cả. Đấy, thế thì họ thả tâm họ đi chạy tìm những cái dục lạc, mà chúng ta biết rồi, cái dục lạc nó có bao giờ nó dừng đâu. Ngày hôm nay thỏa mãn nó thế này, ngày mai nó đòi hỏi phải hơn nữa, không dừng được. Cho nên ấy, nó không dừng thì đến lúc nó phải đọa xuống. Cho nên đã ăn chơi thì sẽ đi đến chỗ trụy lạc. Bao giờ ăn chơi cũng dẫn đến trụy lạc, chứ không bao giờ ăn chơi mà dạy dẫn đến chỗ thăng hoa tốt đẹp được cả. Đấy là một cái quy luật, thưa đại chúng. Có tiền của nhiều, không biết tu tập thì nhất khoát sẽ nghĩ đến ăn chơi, thưa đại chúng. Bao giờ cũng thế à? Tiền của nhiều làm gì đâu, họ không biết nghĩ, không biết tu tập. Những người dư giả tiền của ấy, nếu họ biết Phật Pháp thì họ có thể làm được bao nhiêu điều lợi ích, nhưng họ không biết thì thôi nghĩ đến ăn chơi, nghĩ ra các cái thú vui làm sao cho nó hết cỡ, hết tầm như thôi. Người ta gọi giống như công tử Bạc Liêu ấy, lấy tiền ấy, đem làm cái đuốc để mà tìm mấy cái đồ mình đánh rơi, quấn tiền, xe tiền lại làm cái đuốc đốt để tìm vật mình đánh rơi, nhiều tiền đến như vậy. Họ không còn nghĩ cái cách gì nữa.
Thế rồi họ dùng cái đồng tiền ấy vào những cái mục đích rất là nguy hiểm, nghe không? Rất nguy hiểm. Thì chúng ta thấy cho nên ấy, có tiền của không biết tu tập thì đấy lại là cái khối tai họa. Đấy, cho nên Thầy nói Phật tử mình vô cùng may mắn. Ở đây Thầy tin các Phật tử trong đạo tràng chúng ta đây nếu có giàu lên chắc rằng cũng vẫn biết sử dụng đồng tiền nó lợi ích, không để cho thân mình sa đọa vào các cái trò chơi tội lỗi, những cái thú vui tội lỗi. Mình biết dùng đồng tiền nó hữu ích, biết cân nhắc. Đấy, cho nên ý, chính vì thế cái tài sản của mình nó bền, nó bền, nó bền. Thế còn nếu mà không biết tu tập, không biết giữ gìn giới luật của Phật thì nhất khoát cái tâm mình nó sẽ xui khiến mình đi theo con đường sa đọa. Đấy là lẽ thật đấy, lẽ thật như vậy đó. Chúng ta nhìn gương trong cuộc đời đã thấy biết bao nhiêu người như vậy rồi, biết bao nhiêu người như vậy rồi. Kể cả những người ở những cái ngôi cao cũng có thể bị sa đọa như vậy, sa đọa như vậy. Thế cho nên cái tu tập ở trong tâm là cái quý nhất. Một cái tâm được tu tập, thưa đại chúng, nó giữ cho mình. Cho nên Phật dạy không phải ai, bà con thân thích, vua quan có thể giúp cho mình được tốt đẹp, không ai, mà chính gì, chính cái tâm của mình đấy hướng thiện giúp cho mình được tốt đẹp. Không ai giúp cho mình tốt đẹp bằng chính cái tâm của mình, cái tâm hướng chính giúp cho mình được tốt đẹp. Còn một cái tâm hướng tà nó sẽ phá hết của mình, phá hết của mình. Cho nên chư Phật ra đời, chư Bồ Tát và các bậc thánh nhân chỉ chăm lo cho cái phần tâm của chúng ta là chính ấy. Các ngài chăm sóc cái phần tâm của mình, làm sao để tâm mình nó hướng được đến cái nẻo chính, nó quy về nẻo chính, biết tu hành. Đấy, cái chỗ này đại chúng, chúng ta xoay lại tâm mình hàng ngày, nghe không? Xem tâm mình nó có những bị như thế không? Đấy, mình quay lại mình hàng ngày, đang từ chỗ rất nghèo, tự nhiên trúng xổ số mấy tỷ bạc, phải không? Thế rồi về là bắt đầu nghĩ cách ăn chơi. Cái này Thầy cũng đã được nghe rồi đấy. Ăn chơi rồi đến lúc bị tai nạn, phóng xe, đua xe có tiền của, người ta gọi là no cơm rửng mỡ. Đấy. Thế nó không còn vì không biết tu thôi. Thực ra mình rất là đáng thương cho những cái người không biết tu như thế này. Đấy, rất là khổ. Đấy, cho nên ý, muôn cái phải quay về chăm sóc cái tâm của mình. Cái tâm của mình rất quan trọng, phải phòng nó. Đấy, hàng ngày chúng ta cũng thế, phải phòng nó. Cho nên ý, cổ nhân ta dạy ý, mình hãy sống như thế nào, cái lúc giàu có mà mình phải tâm mình sống như cái lúc mình còn nghèo khó, cái lúc mình cao sang mình phải giữ tâm mình sống như lúc mình còn hèn kém, phải giữ được cái tâm như vậy. Đấy là cách điều phục tâm mình đấy, điều phục tâm mình đấy. Giữ như thế để tâm mình nó được quân bằng thì mình mới được tốt đẹp. Thưa đại chúng, cái việc tu tâm này vô cùng là quan trọng. Đấy. Cho nên để có tài sản dồi dào, trong kinh Phật, Phật dạy đấy, trước hết người này phải biết trì giới, giữ giới. Người giữ giới cũng là người biết đủ, là người biết chi túc. Cho nên cũng còn gọi là chi túc, tức là trì giới. Vì chúng ta không chi túc, không biết đủ thì sẽ phạm giới. Để cho cái lòng tham nó quá độ, mình sẽ phạm giới thôi. Thường là như vậy đấy. Tham đắm vào trong ngũ dục thì đương nhiên mình phải phạm giới chứ. Đó. Cho nên Phật còn nói chi túc tức là trì giới. Thưa đại chúng, hai cái chữ chi túc không phải dễ thực hiện. Biết đủ, biết dừng.
Không phải dễ đâu ạ. Đấy. Mình phải biết vui lòng với cái mình đã có. Mình đã phấn đấu hết sức rồi, được như thế mình phải biết vui lòng. Thì không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Biết hài lòng và biết vui. Cái này nếu mà mình khéo học Phật Pháp thì mình có thể điều phục tâm mình được như vậy. À, còn nếu không học Phật Pháp thì không thể nào dừng được cái tâm mình. Không bao giờ nó dừng, thưa đại chúng. Đấy. Thứ nữa, do công đức của trì giới mà người đó được phước báu. Phước báu khiến cho mình được đầy đủ tài sản. Những người kiếp này thường phá giới, kiếp sau không thể tái sinh vào chỗ giàu có, sung túc được. Đấy là lẽ thật. Thưa đại chúng, như vậy đó. Chúng ta phải tin cái điều này. Cái người kiếp này họ trì giới, nhất khoát kiếp sau, họ sẽ được tái sinh vào chỗ sung túc, giàu có về tài sản. Đấy là lẽ thật, cái phước báo của họ. Đấy. Thứ nữa, cũng do trì giới, tâm họ không buông lung, thì tự họ không phá tài sản của họ. Rất rõ ràng cái điều đó. Chư thiên, chư thần còn bảo hộ cho họ. Chúng ta nhớ cái câu chuyện ông Cấp Cô Độc đấy. Khi ông phát tâm cúng dường Đức Phật, tất cả những cái kho vàng của ông dành dụm, ông dâng lên, ông hiến cúng cho Phật để mua cái tinh xá kỳ hoàn. Ông cúng hết. Mà đến nỗi cái bà thiên nữ ở trong nhà của ông, bà phát sốt ruột lên. Bà còn hiện thân bảo, thôi ông ơi, ông đừng cúng nữa. Ông cúng ông hết của đấy. Thế mà ông Cấp Cô Độc ông mới gắt mắng bà, cái ngươi không xứng đáng ở cái nhà của ta. Cái vị này là chư thiên mà cư địa, chư thiên mà sống ở mặt đất này. Ngươi cái tâm ngươi nhỏ nhen như thế, không xứng đáng sống ở trong khu nhà của ta. Ngươi hãy đi đi. Ông đuổi. Đấy. Ông đuổi thế là vị thiên nữ lại phải đi. Mà đi lên các tầng trời khác thì đều bị chư thiên tóc quả trách. Mà nhà ngươi hẹp hòi, người ta phát cái tâm rộng lớn như thế, cúng dường tam bảo, phước báu của ngươi lại ngăn cản. Ngươi tiếc xót. Ngươi không có phước báu, không xứng đáng ở các cái tầng trời này. Đi lên từ tầng trời dưới, tầng trời trên, ai cũng đuổi. Cuối cùng lên đến trời Đế Thích thì ông bảo, ngươi bây giờ phải về sám hối với ông Cấp Cô Độc. Rồi đi tìm lại cho ông tất cả những cái tài sản trước đây ông bị lũ lụt, nó trôi, nó thất lạc. Rồi cũng có nhiều người vay nợ của ông ấy, không giả, ngươi tìm lại hết cho ông. Thì sẽ cho ngươi ở đấy. Thế thì về sau vị thiên nữ này phải về đi tìm lại hết đấy. Chỉ cho ông chỗ này này, ra ngoài chỗ biển này, rồi nó trôi vàng bạc các thứ đấy, ông lại lấy lại được rất nhiều tài sản. Đây thì chúng ta thấy cái trách nhiệm của chư thiên, chư thần, người ta cũng phải hộ trì, bảo vệ tài sản cho người giữ giới. Đấy. Chúng ta thấy trong năm giới của Phật tử tại gia mình đó, cái giới để chúng ta có tài sản đó là không trộm cắp. Không trộm cắp mà mình lại bố thí, cúng dường, thì mình được phước báu về tài sản. Còn chúng ta trộm cắp để có tài sản thì Phật dạy rồi. Chúng ta sẽ bị cái tài sản sẽ bị tiêu tán đi bằng đến 7 cách. Nước trôi, lửa cháy, con hư phá tài sản, bệnh tật, tai họa, tai nạn. Trộm cắp nó lấy lại, nhà nước tịch thu, 7 nhà đến nó chia hết tài sản. Đấy. Nước trôi lửa cháy chúng ta thấy rồi đấy. Cái năm nay thì không biết là sao, năm nay phát hỏa cháy rất là nhiều. Wow, cháy kho này, cháy nhà kia rất là nhiều, lạ vậy đó. Mà thưa đại chúng, Thầy mới nói là khi Hòa Thượng Tuyên Hóa nói là có cái ông thần lửa, hắn nói. Ông thần lửa, ông bé bé này thôi. Ông chỉ cỡ như cái phích đấy. Ông cứ đi, ông lăn. Ông lăn đến đâu mà nhà nào mà đủ duyên nghiệp là cháy, là cháy luôn đó. Đấy. Thưa đại chúng, Thầy nói thật là nhiều khi bảo bây giờ cho mình đốt cái nhà không dễ gì mà cháy đâu, chủ động mình đốt không dễ gì mà cháy ấy, nhưng mà cái nhà này mà đến cái duyên nghiệp ấy, cái quả báo mà phải cháy ấy, thì
thì tự nhiên cứ cháy đùng đùng, dập cũng không được, chạy không kịp. Đấy, vừa rồi Hải Phòng nó có gia đình nhà này chết, cháy hết, chết hết. Ông bà chết, bố mẹ chết, hai đứa con chết hết, không ra ngoài được, mới trong tháng trước này. Làm sao lại như vậy? Chúng ta thấy không? Đấy, cháy tiêu hết tài sản, mất cả mạng người nữa. Chúng ta thấy không? Nghiệp báo đấy, nghiệp báo đấy. Thế cho nên khi mà cái ông thần lửa ông đã đến rồi thì chỉ cần một mồi lửa rất nhỏ cái nó cũng cháy đùng đùng lên. Rõ ràng là có như vậy đấy. Còn nhiều khi chúng ta thổi cơm nhóm bếp đến thổi mãi phì phò không bén lửa cho. Làm sao mà nhà này dễ cháy thế được? À, do cái nghiệp báo của mình nó đến. Nghiệp báo nó đến. Thì cái ông thần lửa ông đến, ông đến đấy là nhà cháy. Thế mới lạ kỳ. Đấy, nước lũ cuốn trôi đại chúng thấy rồi đấy. Nào, trôi sạch hết tài sản. Còn con hư phá của mình thì ở đây ai cũng thấy rồi. Phá hết, làm bao nhiêu nó phá hết. Đấy, thế là do sao? Đây là cái báo của mình. Mình không giữ giới, mình cứ trộm cắp. Mình sống buông lung, không có chư thiên chư thần ta hộ trì nữa. Đấy, cho nên mình nghèo khổ. À, cho nên Đức Phật thấy nhân quả này, Đức Phật dạy mình rất rõ. Mong mỏi tất cả các Phật tử, các đệ tử đều đầy đủ tài sản. Mặc dù tài sản đối với Đạo Phật không phải là cái chính yếu, không phải là mục đích của cuộc đời, nhưng nó là cái phương tiện nhất định, thưa đại chúng. Không có tài sản cũng đau khổ, đói khổ, rách rưới, khó tu, đói quá, rét quá cũng không tu được. Đấy. Và cho nên cái này nó cũng là cái một cái yếu tố trợ duyên cho cái việc tu tập giác ngộ giải thoát. Đấy. Đấy. Chúng ta thiếu thốn quá không được, muốn làm Phật sự cũng không làm được. Đấy. Thế thì tuy nó không phải là mục đích, nhưng nó cũng là một cái phương tiện để trợ duyên cho việc tu học của chúng ta. Cái mục đích của Đạo Phật là nhắm đến sự giác ngộ, sự giải thoát. Thế nhưng cái này trên bước đường tu vẫn phải có, mà Phật thường hay gọi là phúc báu đấy. Nếu không tích lũy phúc báu thì mình sẽ rất là khổ. Rất khổ. Đấy, thì chúng ta thấy ở đây Phật dạy cái công đức, cái phước báu thứ nhất của cái người giữ giới là được tài sản dồi dào. Tài sản dồi dào. Hãy mong rằng đại chúng sẽ tu tập để tích lũy lên cái phước báu này. Để các Phật tử 3 năm, 5 năm, 10 năm tu tập Phật học, Phật giáo, mình sẽ được tăng trưởng cái phước báu này. Chúng ta phải chân thật tu tập thật sự. Đấy, tu tập thật sự. Cái công đức thứ hai, cái lợi ích thứ hai Phật dạy này nữa, các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật thì được tiếng tốt đồn xa. Đó là sự lợi ích thứ hai cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Đã, cái lợi ích thứ hai Phật dạy đó là cái người giữ giới và sống theo giới luật thì sẽ được tiếng tốt đồn xa, tức là được danh tiếng đồn xa. Nghe không? Ở trên đời, cái danh tiếng mà chân chính, người ta gọi là chính danh, thực ra mà nói ai cũng mong. Ở ngoài đời mình gọi là làm sao phải cho được công thành, danh toại, có phải không? Cha mẹ nào, ông bà nào cũng mong con mình, cháu mình làm nghề gì, ở đâu cũng được công thành, danh toại. Cái đấy không phải là xấu, thưa đại chúng. Cái danh mà chân chính không phải xấu, nó không xấu. Nghe không? Con mình nó đi, nó học, nó đạt được tiến sĩ, không phải xấu.
nó làm giáo sư cũng không phải xấu, nó làm bộ trưởng, thứ trưởng, thủ tướng không phải xấu, nghe không? Nó chỉ xấu khi nào mà cái danh đấy đó mình đạt được nó để thỏa mãn cái mục đích không tốt thôi, chứ còn nó bản chất nó không phải là xấu. À, Đức Phật đấy cũng là người thành danh đấy. Đức Phật là gì? Là vô thượng, thế tôn. Đấy là danh của Phật. Đức Phật có 10 cái danh hiệu chân chính, không xấu. À, cho nên cái việc mà để công thành danh toại chân chính ấy, gọi là chính danh ấy, không có tội lỗi gì, không xấu. Và chúng ta tu tập không phải đặt mục đích đấy, nhưng cái danh đó là chính danh thì là tốt, không có xấu. Có cái chính danh ấy, mình làm được rất nhiều cái việc khác. Đấy, Đức Phật cũng thế. Nếu Đức Phật mà không sinh ra làm thái tử, con vua, thì Ngài đi tu chưa chắc Ngài đã giáo hóa người ta đã nghe. Ngài phải có cái danh đã từng là thái tử, con vua, cho nên Ngài nói là người ta phải nghe. Và cái trình độ của Ngài, cái vị thế của Ngài ở vị trí như vậy, người ta nghe. Đấy, đại chúng thấy không nào? Đấy. Thế cho nên cái danh thơm, cái tiếng tốt này, nếu nó chân chính thì không có gì xấu. Nhưng mà để được có cái này, cái người trì giới đó cũng được cái lợi ích này. Cái người giữ giới, sống theo giới luật, người này được cái danh tiếng tốt đồn xa. À, danh thơm, tiếng tốt đồn xa, ở đây thử nói ai cũng mong muốn. Nghe không? Mình không muốn mình bị cái tiếng xấu, à, bị tiếng xấu. Thế thì cái này phải từ công đức trì giới. Thưa đại chúng đấy, người nào trì giới được tốt, thanh tịnh, ai cũng thấy người đó cao quý, người ta muốn gần vào, và từ đó cái tiếng tốt đồn xa, thanh tịnh. Thưa đại chúng, từ ngàn xưa đến nay, tất cả những cái bậc cao quý vào để lưu danh đến bây giờ, như Đức Phật của chúng ta, rồi các vị thánh nhân, cũng đều do họ có những cái công đức cao quý, trong đó có cái sự chỉ giới. Không ai muốn để tiếng nhơ, để đời, để cho đời này, đời sau vào. Ừ. Các cụ nhà mình thì thường nói là gì? Mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Ở đây nó gọi là mua danh. À, còn nếu mà không phải mua danh mà chúng ta đạt được cái chính danh thanh tịnh tốt đẹp rồi, mà chúng ta không giữ được nó thì rất là uổng phí. À, đấy, có được cái danh tiếng tốt mà không giữ được, mất rất là dễ. Cho nên ta gọi là bán danh có 3 đồng thôi. Đấy, có nhiều vị có danh tiếng ở những cái phẩm cấp rất là cao, thế nhưng rồi đùng một cái mất hết tất cả. Đấy, vừa rồi chúng ta nghe TV báo đài đấy, rất nhiều vị quan chức lớn rồi mất hết danh. Đáng nhẽ cái tiếng thơm mới để đời, về hưu rồi con cháu mình cho được hưởng cái tiếng thơm, nhưng mà về hưu rồi đến lúc người ta pháp luật người ta tìm ra phạm pháp phạm tội, cuối cùng để cái ô danh cho con cháu, rất là khổ. Thầy nói khổ ghê lắm đó. Thế thì muốn để được cái danh mình, danh thơm nó để lại, thì mình phải nương vào cái công đức trì giới. Thưa đại chúng, người Phật tử chúng ta cũng thế. Mình không có cái danh lớn, nhưng mình sống với làng xóm, với huynh đệ, bạn bè, mình là người chân thật trì giới, mình cũng được cái tiếng tốt. Nghe không? Được cái tiếng tốt, chắc chắn là như vậy. Chắc chắn như vậy. À, cái chính danh, cái danh thơm ai cũng mong muốn. Nghe, ai cũng muốn mình đạt cái danh thơm đó. Thế thì muốn có cái đó chúng ta phải trì giới. Đấy. Cái lợi ích thứ ba Phật dạy: này nữa các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật, thì khi đi vào hội chúng nào, hoặc là sát đế lợi, hoặc bà la môn, hoặc vào chúng các gia chủ, hoặc sa môn, người ấy đi vào
với tâm thần không sợ hãi, không bối rối. Đó là lợi ích thứ ba cho những ai sống giữ giới theo giới luật. Cái lợi ích thứ ba này Đức Phật dạy, người nào giữ giới, sống theo giới luật thì khi đi vào một hội chúng, tức là một chúng đông đảo, dù chúng ấy là sắc đế lợi, tức là hàng vua chúa quan quyền, chúng bà la môn, những người tu hành, hay là đi vào trong các cái hội chúng khác, người ấy đi vào tâm không có sợ hãi, không bối rối. Đấy, đấy là cái lợi ích đặc biệt. Thưa đại chúng, thì chúng ta thường thế này, khi đi vào một chúng đông, mình hay sợ, hay run. Hay sợ, hay run. Thế cũng có những người, người ta không sợ, không run. Là sao đấy? Cái tâm lý mà sợ hãi hội chúng đông đảo là cái tâm lý thường đó. Thế nhưng làm sao để mình có được cái tâm lý không sợ? Thì trong này, Đức Phật nói đây này, một cái phước báo của cái người giữ giới đó là vào trong chúng hội đông đảo không sợ hãi, không sợ hãi. Dù đấy là vào toàn vua quan chúa chầu, mình cũng không sợ hãi, cho đến hàng nào cũng không sợ. Đấy. Cái sợ hãi ấy, cái sợ hãi nó là một cái ở trong tâm thức của chúng ta. Thường trong tâm thức của mình ấy, nó thiếu thốn, mình khiếm khuyết cái gì đó, là mình vào mình thường hay sợ hãi. Nghe không? Ví dụ mình vào trong một cái chúng mà toàn là tri thức, hàng ngũ trí thức, họ hiểu biết, mình thì nhà quê ra mình vào là mình sợ rồi này, không được học hành thì là mình sợ. Vào cái chỗ toàn các vị vua quan họ ngồi đấy, mình chả có chức sắc gì, mình vào là mình sợ. Nghe không? Đấy, đấy là cái tâm lý của chúng ta. Thế hay là bây giờ Thầy nói là mình vào một cái chỗ nào mà toàn là hoa khôi, hoa hậu thôi, mình thì lại đen nhẻm, đen nhem, phải không? Đấy. Thế mắt nó lại lác nữa thì vào là mình tự nhiên mình thấy mình sợ rồi. Mình thấy nó run, thấy mình nó bị yếu thế. Nghe không? Tức là mình bị một cái khiếm khuyết, một cái thiếu. Vào cái chúng ấy là mình thấy sợ, không tự tin. Các bạn, không tự tin. Đấy là lẽ rất thật đấy. Nghe không? Lẽ rất thật. Thế còn một vị lên pháp tòa, thì nói lên pháp tòa giảng pháp mà không có kiến thức trình độ là run, sợ lắm. Mình nói thì không biết đúng hay sai, ở dưới người ta hỏi mình không biết thế nào mà trả lời, là run, là sợ. Thì cái lẽ run sợ trước một chúng đông là cái lẽ rất thường tình. Nghe không? Thế nhưng nếu mà người mà trì giới thanh tịnh ấy, thì họ không sợ, họ không sợ. Cái không sợ này là nó xuất phát từ cái tâm của người ta và cái phước báo của người ta. Nghe không? Từ cái tâm thanh tịnh nó khiến cho người ta không sợ. Đấy, chỗ này như vậy đấy. Ở đây Thầy nói như Đức Lục Tổ Huệ Năng đấy, Ngài cũng sẽ lên thuyết, Ngài lên thuyết pháp chứ. Ngài thì nông dân thôi, nhưng mà Ngài chứng quả, quả thánh rồi. Cho nên ấy, Ngài không có cái sợ hãi. Cho nên cái sợ hãi chính là một cái thiếu thốn ở trong tâm hồn của mình này này. Một cái tâm mà nó được đầy đủ, nó sáng suốt thanh tịnh rồi thì không có sợ hãi. Đại chúng hiểu không nào? Đấy. Đấy, nó như vậy đấy. Thế còn nếu không thì chúng ta thường cứ phải lấy cái này bù cái kia để cho mình chống chế với cái sợ hãi. Nghe không? Có nhiều người sao? Muốn để cho mình bớt sợ hãi đi, họ có của thì họ đeo đủ thứ lủng lẳng hết, ở tay, ở chân đi vào, để lấy cái của đấy để át mọi người. Nghe không? Lấp đi cái trình độ của mình kém cỏi. Có nhiều vị là như thế, lấy của để át đi. Khi vào hội chúng thì vàng bạc nó lấp lánh hết, là để mình lấy cái đó mình át cái điểm yếu của mình đi. Nghe không? Đấy, thế thì có những người cái trình độ kém thì vào thì cố gắng ba hoa chích chòe để cho mọi người ta nghĩ là mình có trình độ. Đấy, cũng để mà che giấu cái kém cỏi của mình. Như chúng ta thấy, cái bản chất của cái sợ hãi ấy, nó từ ở trong tâm này, từ trong tâm của chúng ta. Nghe không?
Thế nhưng nếu một cái tâm mà được tu tập đầy đủ, đặc biệt nhất họ có trì giới, thì họ có là anh nông dân họ cũng không sợ. Trình độ họ không phải cao nhưng họ cũng không sợ. Đấy là cái hay, cái thù thắng của cái trì giới, thưa đại chúng. Nhá. Nên đại chúng nếu mà muốn mình không sợ hãi phải gắng tu tập cái này. Nghe không? Ví dụ kiếp này mình chưa được đầy đủ thì kiếp sau mình sinh ra là mình không sợ, không có sợ hãi gì cả. Nghe không? À, không sợ hãi gì cả, vào đâu cũng được. Nó, tâm mình nó vô tư, thư thái. Đấy, vô tư, thư thái. Nhá. Đấy. Thì cái này là cái điều cũng quan trọng, tức là người ta gọi là gì? Tự tại và tự tin. Để có được cái tâm tự tại, tự tin này thì mình phải tu tập giới luật, không được xem thường. Nghe không? Nhờ công đức giữ giới luật mà mình được cái sức tự tin ấy. À, cái này cũng là có người ta gia hộ đấy, kể cả chư thiên chư thần người ta cũng hộ trì, cho nên mình có cái sức tự tin. Hay quý Phật tử cũng thế, tại sao mình có những lúc mình đi đến cái chỗ rất sợ hãi mà mình không sợ, đi qua nghĩa địa, đi qua những chỗ hoang vắng mà mình không sợ? Vì có chư thiên chư thần người ta hộ trì. Nếu mình cảm nhận được họ hộ trì, tự nhiên mình không thấy sợ. Đó, thế thì cái này là nó cũng có cái sự gia trì của chư thiên chư thần nữa, cho nên tâm người ấy được vững, họ không có sự sợ hãi. Cái lợi ích thứ tư, Phật dạy: này các gia chủ, người giữ giới, sống theo giới luật sẽ chết với tâm hồn không rối loạn. Đó là sự lợi ích thứ tư cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Đây, cái điều này vô cùng quan trọng. Các Phật tử chúng ta thì thường hay lạy Phật phù hộ độ trì cho con này, sống thì khỏe mạnh, chết thì nhẹ nhàng, thấy không? Ai cũng mong sống bình an, chết thì nhẹ nhàng, chết thanh thản. Thế thì làm sao để được cái chết thanh thản đấy? Phật dạy nhất khoát cũng phải do công đức giữ giới. Người này tu tập giới luật thì đến lúc chết tâm họ không rối loạn, không sợ hãi. Đấy. Cho nên Phật dạy là nếu mà người phá giới khi chết tâm sợ hãi, mình sống buông lung, không tu chỉ giới luật, đến lúc chết tự nhiên tâm mình nó sợ hãi, nó rối loạn, không làm chủ được. Thưa đại chúng, chúng ta phải đấy cái sự thật đấy. Dù có là anh hùng đi chăng nữa, nhưng đến lúc chết tâm cũng vẫn hoảng loạn, vẫn sợ hãi nếu mà không có tu tập. Đấy. Cho nên còn cái người ta kiên trì, người ta giữ giới tu tập thì đến lúc chết tâm họ không rối loạn. Đấy là do công đức của việc trì giới nó được lên như thế. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên người mà trì giới thì đến lúc họ có lâm chung, họ sáng suốt, tâm họ sáng suốt. Đấy. Nghe không? Thì chúng ta nhìn các bậc cao tăng của chúng ta đấy, các ngài đến lúc lâm chung tâm sáng suốt. Nghe không? Thanh thản, sáng suốt. Đấy chính là do công đức của trì giới. Nghe không? Thế còn chúng ta nếu không trì giới, không tu tập giới mà bảo đến lúc lâm chung để được định tĩnh sáng suốt là rất khó. Thường là rối loạn, mê mờ. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ở đây ai cũng mong đến ngày lâm chung mình được sáng suốt, được tỉnh táo, thì chúng ta phải ứng dụng tu tập giới luật. Mà chúng ta phải sám hối các cái tội lỗi nghiệp chướng mình đã gây, chân thành sám hối và bắt đầu chân thành thực tập giới luật, thì công đức của mình về việc giữ giới nó mới tăng trưởng được. Đấy. Đương nhiên ở đây Thầy nói là ai cũng đã từng có lỗi lầm, kể cả cái việc phạm giới. Nghe không? Năm giới của Phật tử tại gia thôi cũng không phải mình giữ được tròn ngay đâu. Có phải không? Không phải giữ được tròn ngay đâu. Đấy. Thế thì làm sao mình phải thành tâm sám hối? Sám hối rồi thì phải phát nguyện thực tập giới luật, tu chỉ giới luật. Đấy. Thì sám hối rồi tu tập thì mình mới được tăng trưởng công đức. Đó. Và cái công đức ấy nó mới bảo bọc mình đến cái ngày lâm chung mình được sáng suốt, được định tĩnh. Đấy là lẽ chân thật. Nghe không? Có sáng suốt như vậy thì đến lúc mình sang thế giới bên kia mình không có đi lầm đường lạc lối, mình sáng suốt. Còn mê mờ là nghiệp nó dẫn mình đi, nó dẫn mình đi. Nghe không? Đấy, không phải là chuyện đơn giản. Này nữa, các gia chủ,
người giữ giới, sống theo giới luật, sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh vào thiện thú thiên giới. Đó là sự lợi ích thứ năm cho những ai giữ giới, sống theo giới luật. Cái điều lợi ích thứ năm Phật dạy, ai trì giữ giới luật thì người này đến khi thân hoại mạng chung, tức là rời bỏ cái thế gian này, sẽ được sinh lên cõi trời hoặc sinh vào các cái cõi, cõi lành, thiện thú tức là cõi lành, không bị đọa lạc. Đấy. Chúng ta biết rằng ai cũng sẽ phải ra đi, không ai ở mãi cái thế gian này, đều đến ngày ra đi cả. Chính Phật tử chúng ta phát tâm quy Tam Bảo tu học cũng là vì cái việc này, biết rằng sẽ có ngày chúng ta phải chia tay nhau, phải ra đi, rời bỏ thế gian này. Dù là thân yêu nhất như là ai? Cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em ruột thịt, những người yêu thương nhất, mình cũng phải chia tay, biết rắc chắc cái điều đó. Cho nên chúng ta tu tập là chuẩn bị cho cái ngày đấy, cái ngày mình ra đi đó đó. Đi đâu? Chân với quan niệm Đạo Phật thì chết không phải là cái đáng sợ, mà cái đáng sợ nhất là chúng ta đi đâu. Chết rồi đi đâu mới là cái quan tâm. Chứ còn chết thì ai cũng phải chết, không tránh được. Phải thấy cái chết là cái đương nhiên. Nhưng mà chết rồi đi đâu, đây là cái chỗ tu tập của chúng ta đây này. Đi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là sinh lên các cái cõi thiện, làm người, làm thần, làm trời, hay sinh về cõi Phật, là ở cái đời này chúng ta quyết định đấy. Đường phía trước các cái ngã nó rõ ràng rồi, thưa đại chúng. Chúng ta nhìn thấy Phật vẽ cho mình cái bản đồ rất rõ rồi. Phật chỉ cho mình đấy, thấy rõ từng ngã một rồi. Chọn ngã nào là do mình đấy. Thưa đại chúng, chúng ta chọn ngã nào do mình. Nghe không? Cái ngày cuối cùng của chúng ta sẽ đến, mình đi về ngã nào đây? Thì chúng ta hôm nay là phải chọn. Đi về thiện thú thì phải chỉ giới, vào đường lành phải chỉ giới. Sinh thiên phải chỉ giới, vãng sinh cõi Phật cũng phải giữ giới. Đừng nói cứ phá giới lung tung rồi là niệm vài câu niệm Phật thế là vãng sinh, không có chuyện ý đâu. Không thể có. Mặc dù ai cũng nói là đến lúc lâm chung mà niệm được 10 tiếng ra là sinh về cõi Phật đấy. Nhưng mà nếu mà phá giới rồi đến lúc lâm chung không niệm nổi 10 tiếng đâu, không nhất tâm niệm Phật, lúc ấy nghiệp ác chiêu cảm mình không nhớ nổi đâu ạ. Không nhớ nổi. Đấy, không nhớ nổi. Quên mất ngay. Nghiệp nó che. Thưa đại chúng, cái nghiệp nó che rất là ghê. Nghiệp che chướng. Ai mà có để ý thì mình mới thấy cái sức của nghiệp nó che mình rất là ghê, không phải chuyện thường. Rất sợ về nghiệp. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy, vậy lấy cái công đức trì giới này để nó bảo đảm cho mình được cái sự tái sinh kiếp sau vào chốn lành. Tu học Phật Pháp để làm sao ít nhất ý, nếu chưa được vãng sinh cõi Phật thì cũng được tái sinh trở lại làm người. Đừng làm con bò, con trâu, đi cày. Đừng làm con heo, con chó để người ta chọc tiết mình. Nghe không? Đấy, ít nhất phải được tái sinh lại làm người đã. Đấy, các Phật tử phấn đấu làm sao ít nhất phải được tái sinh làm người. Với Phật tử tại gia thì Phật dạy nên trì được năm giới này này thì sẽ được tái sinh trở lại làm người. Nghe không? Còn mà không trì được, đương nhiên Thầy nói ở đây, nói trì được là thế nào và không trì được là thế nào. Chúng ta có thể phạm, lỡ phạm, thành tâm sám hối và quyết tâm giữ gìn. Đấy cũng gọi là trì. Chứ không phải nói là trì được giới nghĩa là từ ngày thọ giới không phạm cái nào thì cái đó là khó. Sám hối được cho thanh tịnh tâm. Đấy cũng gọi là trì giới. Nghe không? Cho nên các Phật tử phải chăm sám hối làm thế vì tội lỗi mình cũng nhiều lắm. Chứ không phải chỉ một tuần hay là nửa tháng lên chùa sám hối một lần đâu. Có điều kiện là ngày ngày ở nhà lễ tụng sám hối. Ở chùa ngày nào các sư cũng phải sám hối hết đó. Đấy. Tối tối đều lên lễ Phật sám hối để gột rửa cái tội lỗi của mình.
đó, nó mòn mỏng đi. Nhưng thưa đại chúng, thế chưa? Phật dạy á, chính năm giới là cái căn bản để chúng ta sinh trở lại làm người. Không giữ được cái năm giới này cho thanh tịnh thì khó sinh lại làm người. Nghe? Đó. Rồi sinh lên hơn nữa, lên đến chư thiên đi. Ở đây Thầy tin là trong 5-7 năm Thầy giáo hóa, Thầy tin là cũng có những Phật tử đã được sinh lên chư thiên. Nghe không? Thầy tin chắc cái điều đó đấy. Có những vị được sinh chư thiên rồi. À. Thì họ sinh chư thiên thì họ hộ trì mình rất tốt. Chư thiên hộ trì tốt lắm. Thế cũng có những người có thể có phước duyên là được vãng sinh. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta phải phấn đấu nhỉ? Tu học Phật là để mình tiến lên. Mà Phật nói sao? Thiện pháp nghĩa là gì? Nghĩa là cái pháp ấy giúp cho mình được thân người, thân trời, thân chư Phật, chư Bồ Tát. Đấy là thiện pháp. Mình sống, mình tu như thế nào để mà cuối cùng được cái thân làm người này, được thân chư thiên, được thân chư thanh văn, được thân Bồ Tát, thân Phật. Đấy là thiện pháp đấy. Chứ còn tu như thế nào loay hoay cuối cùng làm bò, làm trâu, làm rắn, làm rết thì thôi. Nên là mình tu mà theo ác pháp rồi. Phân chia thiện ác là như vậy. Anh tu thế nào mà anh cứ đọa lạc như thế, đấy là anh đang hành thiện pháp, ác pháp đấy. Còn tu nào anh được thân người, được thân trời, thân Bồ Tát, thân Phật, đấy là anh hành đúng thiện pháp. Thưa đại chúng, đó. Thì năm cái lợi ích này là thiết thực và nó cảm ứng có thể ngay trong hiện đời đối với chúng ta. Wow, thưa đại chúng, chắc chắn như vậy. Cho nên là Phật nói cái điều lợi ích thiết thực này để cho tất cả Phật tử, cho chúng sinh biết để ứng dụng tu tập. Chúng ta nhớ là cái sức của nghiệp nó phân chia, phân loại chúng sinh rất là chuẩn, không sai chút nào. Nghiệp nào vào nghiệp đấy, phân loại rõ ràng lắm. Nghe không? Mình trốn không được. Hay nói là người trần gian mình ấy, mình phân chia, phân loại có khi còn sai, nhưng mà nghiệp nó đã phân thì đâu vào đấy không sai, mảy may. Nghe nó không sai mảy may. Nghiệp nó bảo cái người này phải chấm cho một cái nốt ruồi chỗ này là đúng nốt ruồi ở chỗ đấy. Nốt ruồi chỗ đấy là chứng tỏ người này là tham lắm này, là chuẩn rồi, không sai. Nghe không? Đây, người này là phải cho người ta cái mắt nó phải hình dáng thế này này, thế là không sai. Nghiệp nó làm ra hết đấy. Đấy, thế này chúng. Tất nhiên bây giờ thì người ta có cái kỹ thuật đi làm gì? Sửa sắc đẹp ấy, thẩm mỹ viện ấy đấy. Nhưng mà Thầy nói thẩm mỹ gì, sửa gì thì sửa không hết được nghiệp đâu. Nghe không? Không hết được nghiệp đâu. Không phải sửa thế mà chuyển được nghiệp đâu, không có đâu. Nghiệp còn thì nó vẫn hiện ra cái tướng không ra gì. Đã, thưa đại chúng, cho nên chúng ta hiểu Phật Pháp thì chúng ta phải nguyện tu tâm để chuyển nghiệp. Nghe không? Tu tâm chuyển nghiệp, trì giới là cái đầu tiên. Thưa đại chúng, khi nếu trì giới mà được thanh tịnh thì đại chúng sẽ nếm được một cái vị gọi là vị giải thoát. Cho nên giới luật của Phật, Phật gọi là gì? Biệt giải thoát. Khi trì được cái giới nào là mình được giải thoát ở cái giới đó. Thưa đại chúng, cái này là kinh nghiệm. Nếu trì giới được thanh tịnh, tự nhiên mình có một cái giải thoát rất lạ kỳ. Nó rất lạ kỳ. Nghe không? Mà trong kinh Phật nói là cái an lạc, cái hạnh phúc của nó đó, nó gấp nhiều lần cái việc làm vua chúa. Không so sánh được. Đấy. Chính vì thế mà vua Trần Nhân Tông mới phải bỏ cả ngai vàng để đi tu để lấy cái an lạc này chứ. Chắc chắn là như vậy đấy, không có sai đâu. Các Phật tử thực tập sẽ thấy. Nghe không? Chỉ cần một thời gian nào đó mình trì giới mà thanh tịnh, mình sẽ được hưởng cái an lạc của cái này. Nó sự thật đấy ạ. Chứ không nói xa xôi đâu. Nếu mà mình nói xa xôi thì Phật giáo là cái gì đấy, viển vông. Đây là sự thật. Đấy, các Phật tử thực hành giới, kiểm điểm giới của mình, ứng dụng tu trì một thời gian mà nó thanh tịnh rồi, tự nhiên mình thể nghiệm được cái an lạc này. Mà sự thật như vậy. Không phải cái chuyện là câu bánh vẽ đâu, không phải là cái bánh vẽ đâu.
Đức Phật, các Bồ Tát, các vị Thánh Hiền người ta đã thể nghiệm cái này rồi, người ta nói lại cho mình. Cái hỷ lạc của cái này nó kỳ đặc lắm, không cái gì bằng được. Cái khoái lạc của cái mắt, của cái tai, của cái miệng, cái mũi mình không thể nào bằng được nó. Cái khoái lạc của năm giác quan này không bao giờ bằng được cái lạc của việc thanh tịnh chỉ giới. Cái này là sự thật đấy, thưa đại chúng. Thế mong làm sao các Phật tử có được những cái giây phút mà được thể nghiệm cái hỷ lạc này một chút thôi, tự nhiên mình mới thấy tất cả cái thú vui trần gian này không có gì sánh được với nó. Có thế mình mới tu chứ. Đây là sự thật đó, chứ không bảo tu Phật cứ suốt ngày đau khổ nhăn nhó thì trái tu gì. Nếu tu Phật mà để đến đau khổ nhăn nhó, Thầy cũng không khuyến khích các Phật tử tu. Nhưng mà rõ ràng thật sự nó có cái an lạc thật sự. Cái lạc này lạc thật sự. Cái lạc này lấy cái an lạc nó thanh thoát, nhẹ nhàng, siêu thế, đặc biệt vậy. Không thể nào so sánh cái niềm vui nào của trần gian này so sánh với nó được. Có thế thì các bậc thánh nhân người ta mới đi con đường này. Cái an lạc này nó bình an, cái lạc này nó bình an. Nó không như cái lạc, dục lạc trần gian mình không bình an chút nào. Cái dục lạc bình an là bên cạnh đấy là sợ hãi, lo lắng, là đau khổ. Có phải không? Đấy, mấy anh giờ đi ngả bàn đèn hút thuốc phiện, khoái lạc lâng lâng một tí nhưng sợ công an nó đến nó bắt. Ngay bên cạnh là đã có cái sợ rồi. Nghe không? Nó không an lạc chút nào cả. Tất cả những cái lạc của trần gian không so được với cái lạc này. Thưa đại chúng, đấy, mà chúng ta phải hướng đến là thể nghiệm được những cái lạc này. Mà phải bắt đầu từ công đức chỉ giới. Đấy, công đức chỉ giới. Đức Phật không dối lừa mình. Ngài đã thể nghiệm, Ngài thấy được cái phúc lạc của sự tu tập rồi. Ngài muốn đem cái phúc lạc đấy cho tất cả chúng ta. Chúng ta phải phấn đấu, thể nghiệm được cái đó. Đấy là sự thật. Phật cũng dạy trong bài kinh đấy, nếu tu tập không có được cái an lạc vượt trội hơn cái dục lạc của trần gian thì không ai tu tập làm gì cả, thưa đại chúng. Không ai tu tập đâu. Rõ ràng nó có. Nghe không? Chúng ta bỏ hòn sỏi, chúng ta phải tìm được cục vàng. Không ai đi bỏ cục vàng lấy cục sỏi cả. Đấy. Chúng ta bỏ cái vui thú trần gian là phải đi tìm cái khác quý hơn, giá trị hơn. Mà đây là lẽ thật. Đấy. Có nhiều học giả thì họ nói là Đạo Phật cứ nói là có cái Niết Bàn. Đấy là họ tưởng tượng ra Niết Bàn. Họ không hiểu vì chính những cái vị học giả đấy họ có thể nghiệm Niết Bàn bao giờ đâu. Chưa biết nó là gì cả. À, không biết. Nhưng mà cái đó là cái thật. Thế lại chúng. Cái đó cái thật đấy. Cái mà Phật muốn đem đến cho chúng ta cái là cái lạc này, cái phúc lạc này. Chứ không phải cái gì khác. Đấy là cái hạnh phúc mà Hòa Thượng Thanh Từ gọi là chân hạnh phúc đấy. Cái hạnh phúc chân thật tuyệt đối. Cái này này. Mà chúng ta tu tập đúng pháp sẽ thể nghiệm được cái điều này, sẽ đạt được. Thưa đại chúng. Mà tất cả đều bắt đầu bằng công đức trì giới. Chỉ giới đầu tiên đấy. Hôm nay thì chuẩn bị đón xuân mới, Thầy chia sẻ với đại chúng cái bài kinh này. Mong rằng toàn thể đại chúng Chùa Ba Vàng chúng ta, tăng ni cũng như Phật tử, đều thực tập giới luật cho tốt, xây dựng ngôi nhà chánh pháp từ nền tảng giới luật này. Các Phật tử ứng dụng giới luật vào đời sống của mình rồi hướng dẫn cho gia đình, cho bạn bè cùng thực tập giới luật của Phật. Và với Phật tử tại gia, năm giới tuy rằng là có khó nhưng cũng không phải là quá khó lắm, vẫn có thể thực tập được. Nghe không? Không giữ được tròn cả năm thì chí ít cũng giữ được ba giới. Ba giới. Mà ở đây Thầy nói Thầy truyền giới cho Phật tử là Thầy mở khá nhiều đấy.
Nam giới Phật tử tại gia, đối với Phật tử tại gia, thầy truyền thì thứ nhất thầy không yêu cầu không được giết người, nghe không? Không giết người, thế là mở rất nhiều đấy. Chứ còn nếu mà đúng tinh thần Phật là Phật cấm sát sinh luôn đấy, nhé. Ở đây là mở là không giết người là chính. Thế còn thì những con vật lớn ấy, hạn chế đi. Con vật lớn nó có tinh linh hạn chế đi. Con voi rồi con ngựa rồi những cái con khỉ khiếc đấy đi, hạn chế đi nhé. Hạn chế được chừng nào tốt chừng đấy. Không trộm cắp, nghe không? Nhưng cái riêng cái giới trộm cắp này là đến trộm cắp vặt cũng không được trộm cắp, nghe không? Giữ cái giới này cho nó thanh tịnh đi, ngọn cỏ lá rau không trộm, của có chủ rồi không cho mình không lấy. Cái giới nữa là không ngoại tình. Mấy Phật tử hôm nay thầy nhắc lại trước thềm xuân mới này nhé, không ngoại tình. Từ ngày làm Phật tử giờ là phải sống thủy chung. Cái giới thứ tư là không được lừa dối mọi người, sống làm sao chân thành. Nghe không? Ở đây thầy không nói là nói dối, mà không được lừa dối, gian dối mọi người nhé. Sống với nhau chân thành. Làm sao thầy mong mỏi hàng ngàn Phật tử chùa chúng ta đều là con Phật, phải sống với nhau chân thành, nhìn thấy nhau là quý, nhìn thấy nhau là tin. Đấy mới được. Làm sao mà tất cả Phật tử, anh em, chị em nhìn thấy nhau là tin như ruột thịt, có khi còn hơn cả ruột thịt nữa. Mình là con Phật, phải tin nhau đến như vậy được. Khi mình tin được nhau như vậy, mình mới làm cho xã hội người ta tin Phật Pháp được. Đấy. Thế muốn cái đó chúng ta phải thực tập ở cái giới luật này. Và cái giới cuối cùng của Phật tử tại gia không nghiện ngập. Ở đây không nghiện ngập là thầy đã mở rồi đấy. Không được uống rượu say, mê man ra, nôn bửa ra. Không được hút á phiện, ma túy, xì ke. Không được cờ bạc, say mê cờ bạc là không được. Đấy. Thế thì các Phật tử thấy năm giới này thật ra không phải là quá khó với một người có ý chí một chút. Thầy tin là cơ bản các Phật tử mình đều giữ được đấy. Mà giữ được cái này là căn bản của các cái phúc lành, năm cái lợi ích mà Đức Phật nói vừa rồi đấy. Chắc chắn như vậy đấy, thưa đại chúng. Đức Phật không dối mình đâu. Chăm chỉ tu giới Phật, hành trì rồi khuyến hóa mọi người tu, mình sẽ được cái phước báo, nghe không? Phước báo nó sẽ đầy đủ, tốt đẹp. Mà thưa đại chúng, còn cái gì đẹp hơn là giữ giới Phật không? Không có gì đẹp hơn đâu. Không có gì đẹp hơn đâu. Chính mình giữ giới Phật là trang điểm cho mình đấy. Cho nên Phật dạy giới như tràng hoa anh lạc để trang nghiêm pháp thân. Nghe không? Một người Phật tử giữ giới, quý kính giới, cái đấy là cái đẹp. Thầy không đánh giá Phật tử đẹp ở áo, ở quần, ở son, ở phấn, không đánh giá cái đó. Ở vòng vàng, ở nhẫn vàng, không đánh giá cái đẹp ấy đâu. Đánh giá ở người ấy có trì giới, có đức hạnh trì giới hay không. Đấy, cái đấy là cái đẹp. Cái đấy sẽ làm cho người ta đẹp lên. Đại chúng ta được nghe cái bài kinh Pháp Cú mà quý Thầy giảng trong cái đợt trước đấy. Bà Mạt Lợi Phu Nhân trong ngày bắt quan trai giới, bà không trang điểm, vì ngày quát quan trai giới không trang điểm. Cho nên khi mà vua nhận được một cái vật báu người ta tặng, thì vua mới đem cái vật báu này để tặng cho ai là người mà đẹp nhất trong các cái hàng cung phi của mình. Đấy. Thế thì các cô cung phi thì tranh nhau ra để trang điểm, rồi mặc áo quần nọ, áo quần kia, phải không? Cài châm dắt ngọc để ra, để lượn ra để cho vua ngắm xem mình đẹp không, để vua tặng cho mình cái vật báu đấy. Thế còn bà Mạt Lợi Phu Nhân, vì ngày hôm bà không trang điểm, ngày tu bắt quan trai không trang điểm. Thì vua gọi ra như bảo hôm nay ngày tu bắt con trai, nhưng bà không ra. Đến lúc về sau ông vua ông cũng nổi giận lên, ông bảo phải điệu bà ra. Thế thì cuối cùng bà đi ra, tuy là bà không trang điểm, bà tuân thủ giới luật của ngày bắt con trai không trang điểm, thế nhưng mà cái nét đẹp của bà nó lại càng rực rỡ trước tất cả các cái cung phi kia. Đấy. Do cái công đức kính giới, chỉ giới của bà mà nó làm cho
cái đẹp này nó đẹp từ bên trong. Đại chúng thấy cái đẹp của một cái tâm nó thanh tịnh, nó cao quý ở bên trong. Cho nên cái đẹp nó rất rực rỡ và nó rất là hấp dẫn, đẹp cao quý. Đấy, nên trên hôm ấy thì cuối cùng là ông vua ông trao cái vật báo cho bà. Đấy. Thế bà, ông vua hỏi, thế tại sao mà nàng lại không trang điểm hôm nay, vì hôm nay thiếp giữ giới cho nên thiếp không trang điểm. Đấy, thì chính nhờ cái công đức như vậy đấy mà người ta được đẹp đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Bây giờ thì hàng hóa mỹ phẩm nó nhiều, nhất là các cái vị mà nặng về cái đấy. Đấy, nói là son phấn chát nhiều quá, cuối cùng hỏng hết cả da. Đại chúng thấy rồi đấy. Có khi mà lại thua Phật tử chúng ta, không đánh son nhiều, không đánh phấn nhiều. Lâu lâu phết phẩy một tí thôi. Nghe không? Không đặt nặng. Mà cái đẹp từ trong tâm hồn. Nghe không? Thầy nói Thầy rất thích cái đẹp từ trong tâm hồn của mình á. Nó đẹp rất nhiều. Nghe không? Thực ra ngày xưa thì, phụ nữ ngày xưa không có nhiều son phấn như bây giờ. À, cái son phấn bây giờ làm hỏng rất nhiều. Nhiều chị em hỏng cái da của mình đi đấy. Thực ra khi mình phải son phấn là nó biết cái lỗ chân lông mà nó cũng hỏng chứ, ảnh hưởng lắm. Đấy, cho nên chúng ta phấn đấu nhé, sẽ đẹp ở trong tâm, đẹp ở cái tu trì công đức giới luật. Đấy. Thì kính thưa đại chúng, quý Thầy rất mong toàn thể đại chúng sang năm mới với bài kinh lợi ích của công đức giữ giới này, toàn thể đại chúng sẽ thực tập giới luật Phật trang nghiêm, mà để từ đó xây dựng cái đạo tràng của chúng ta ngày càng vững mạnh, càng được trang nghiêm, được đẹp từ công đức của giới luật. Và đây là cái thềm thang để chúng ta tiến bước đời này đời sau được ở những cái chỗ cao quý tốt đẹp. Xin kính chúc đại chúng luôn tinh tấn. A Di Đà Phật.